Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, anh em hay nói là cái màn hình phụ bên LG ấy, thì nó phục vụ cho anh em nào mà hay chơi game là chủ yếu, vì có thể nó sẽ hỗ trợ anh em chơi game nó ngon hơn. Thì nay em sẽ thử test cho anh em xem là liệu cái màn hình phụ của LG nó có làm cho anh em chơi game ngon hơn hay không. Đấy, tại vì như cái đoạn đầu clip ấy, các bạn thấy là em có chơi mấy cái game mà cái dùng cái màn hình phụ này, thì các bạn thấy là cũng sẽ có một số điểm thú vị. Thì trước tiên ý, là khi mà các bác dùng cái màn hình phụ này ấy, thì các nó khi mà các bác vào cái phần phần chế độ chơi trò chơi này này, thì nó sẽ ra cho các bác như thế này, và nó sẽ có cho các bác cái chỗ là cái chỗ tay cầm chơi game này này. Đấy, nhìn đâu, tay cầm chơi game, thì khi bác nhấn vào đây ấy, đấy, nó sẽ ra cho các bác là cái tay cầm chơi game như thế này. Đấy, thì ví dụ như các bác chơi cái trò Liên Quân chẳng hạn. Đây, em sẽ chơi cho bác xem. Đấy, thì ở trong này này, nó sẽ cho các bác là đổi được mấy cái dạng tay cầm ấy. Thì ở đây này, ở đằng trước đây nó sẽ có một số cái tay cầm mặc định, thì nó không không sửa được những cái này. Và cái này nó sẽ hợp với những cái mà nó có sẵn đấy. Thì thường thường là cũng không ai chơi mấy cái này. Đấy, thì ở Việt Nam mình anh em hay chơi cái trò Liên Quân này, thì bắt buộc anh em mình phải 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 cài đặt lại cái những cái nút này cho nó phù hợp ấy. Thì ở đây ấy, em đã cài một cái dạng nút như này rồi. Thì cách cài cái này thì cũng dễ thôi, em sẽ hướng dẫn cho các bác luôn nhé. Đây, ví dụ em sẽ chọn cái đánh luyện này xem nào. Đấy, đây thì ở cái cuối cùng này này, nó sẽ cho các bác là tùy chọn một cái tùy chọn cho các bác, nghĩa là các bác muốn map như nào để cho nó phù hợp với cái tay của bác thì các bác sẽ làm được. Bác nhấn vào đây thì các bác nhấn vào đây xong này, nó sẽ ra một cái bảng trống nhé, đúng không? Thì đối với game Liên Quân này thì các bác sẽ chọn như này, nhấn vào dấu cộng này, trước tiên là chọn cái nút di chuyển này. Đấy, thì các bác cũng đặt được vị trí này tầm tầm này thôi. Đấy, và ở trên này này, các bác nhìn thấy không, ở trên này này nó sẽ cho các bác một điểm, gọi là cái điểm nếu các bác chọn xem là cái nút di chuyển kia các bác muốn muốn di chuyển nó ở chỗ nào. Đây, thì đương nhiên là phải ở chỗ này rồi. Đấy, và ok, nhấn cái nút tích V này. Ok, vậy là các bác đẩy di chuyển đằng này. Đấy, di chuyển đằng này. Đó, ok, di chuyển nhé. Rồi tiếp theo các bác muốn sẽ phải lựa chọn tiếp là có những cái chỗ để đánh ấy. Đây, thì chúng ta sẽ có ba cái nút, một cái là đấm thường này. Đấm thường thì các bác cứ chọn cái ví dụ như cái vào vàng này chẳng hạn, thì cái này chỉ có nó chỉ là nút nhấn thôi, thì có để đây. Đấy, và các bác cũng sẽ chọn được này sang bên này. Đấy, ok, đánh này, đánh này, đánh này. Đấy, các bác thấy không, đánh này. Rồi tiếp theo sẽ là có ba cái chiêu là như này, thì các bác cũng sẽ lựa chọn cái, tại vì cái chiêu này thì nó có hỗ trợ thêm là xoay chiêu vòng tròn cho nên các bác không thể là, nói chung là các bác cũng thể nhấn cái chọn nút đơn cũng được, nhưng mà các bác nên chọn cái nút xoay này. Đấy, các bác chọn nút xoay này, ví dụ nút đầu tiên này, nút xoay này để mà khi mà đánh nó có thể xoay chiêu được ấy. Đấy, cho vào chỗ này. Đấy, ok. Rồi, đây các bác nhìn này này. Cái này chưa có, cái này nó chưa có. Thì ở mỗi cái nút xoay chiêu nó sẽ có một cái dấu cộng này này, thì các bác cũng phải map cho nó. Thì đây, thì em thường thường em dùng cái dấu này cũng được. Đây, nó đặt ngay đây cho nó đẹp. Đấy, đó, và cái chỗ này thì sẽ ăn vào đây, ăn vào dấu cộng này. Rồi, ok, đó, thì đây các bác thấy không, đấy, nó sẽ có xoay chiêu này, ví dụ các bác muốn xoay chiêu này. Đấy, đó đó là đi lên này, đánh nó này. Đấy, đấy, thì tương tự thôi, những cái nút khác các bác cũng có thể là làm y chang như thế. Đây, ví dụ như cái nút xoay chiêu thứ hai này, các bác chọn cái này để ở đây. Đấy, chọn này sang bên này, cho nó vào đây. Rồi, đấy, và tiếp tục là chọn một cái nút để mà chọn vào chỗ này này, chỗ cộng này. Rồi, ok, đấy, ví dụ cộng này. Đấy, ok chưa. Đấy, và cái nút thứ ba thì cũng tương tự như thế thôi, nhưng mà như thế thôi, cho vào đây nút thứ ba ở đây, hơi cao các bạn hoàn toàn có thể là di chuyển theo ý của mình mà.
nó hơi cao hơi thấp thì các bác có thẩm đoán có thể là ok được hết rồi. Bác nào nhắn tin thôi, kệ các bác đi. Ok, tiếp theo là một cái nút để mà ăn cái dấu cộng đấy. Cộng này đây cũng được, nó hơi cao, hôm nay em thiết kế nó hơi bị lòng ngoằng đó. Thì đây là cái cách mà em sẽ hướng dẫn cho các bác là cách để mà tự map một cái đấy. Ok, thế rồi các bác, thì đây các bác đấy, nó đây có một cái chỗ này nữa, thì các bác nên có một cái map ở đây để mà các bác ăn cái này, để ngay đây đấy, rồi để ăn này đấy. Ok đấy. Đấy, nói chung là các bác còn mấy nút này thì các bác cũng map bình thường thôi. Đây này, em đã map sẵn đây này. Đấy, nó có sẵn rồi đây. Đấy, trời ghét luôn. Mày chết đi thôi, nó chạy mất rồi. Đấy thì các game khác ấy, các bác cũng cũng hoàn toàn có thể map được như thế nhá. Hoàn toàn các bác có thể là thêm được một cái, bất nó thêm được rất là nhiều đấy các bác, cho nên không phải lo, game nào các bác cũng có thể thêm được đấy. Và khi mà các bác thêm như thế này rồi ấy, thì liệu các bác chơi game nó có ngon hơn hay không, thì tôi thực ấy, là khi mà các bác map như thế này thì tôi thực ấy, là đối với bản thân em nhé, em không thấy nó chơi game ngon hơn, thực sự là như thế, em không thấy nó chơi game ngon hơn đâu. Tại vì các bác sẽ phải mất một thời gian rất là lâu để làm quen được với cái cách điều khiển cái bàn phím ở dưới như này đấy. Nó khá là ngượng ngùng đấy các bác đấy, và một số cái nữa là nó quá là chật hẹp. Ví dụ như các bác muốn mua đồ được các thứ nữa, các bác cũng không thể nào mà thực hiện ở trên này được, bắt buộc vẫn phải là dùng cái màn hình cảm ứng ở trên này đấy. Có một số game là phải như thế thì nó cũng không tiện một tí nào đấy. Nói chung là chỉ tiện một số game đơn thuần như kiểu game bóng đá lúc nãy em chơi đấy thì nó cũng được, nhưng mà thực sự là nó chỉ có mỗi hơn khi mà dùng cái cách map này, nó chỉ hơn mỗi cái là các bác đỡ bị che tay ở trên cái màn hình này này, đỡ bị che tay trên màn hình này thì các bác sẽ nhìn được nhiều hơn thôi. Nhưng thực ra thì cái điều đó cũng không quá quan trọng, tại vì thực ra là cái màn hình giả sử như con V60 này nó cũng khá là to rồi, cái việc mà anh em che chỗ này cũng không không che là nhiều đâu. Nói chung là nó vẫn tiện hơn, cầm này chơi vẫn tiện hơn các bạn đấy. Cho nên là các bác nào mà có ý định là mua cái này để về mà chơi game nó tiện hơn thì em nghĩ là nó không thể tiện hơn được đấy. Và cũng có một số game như kiểu game đá bóng vừa rồi đây, ví dụ game đá bóng, em thoát cái game này ra, game đá bóng ấy thì nó cũng có vẻ tiện, cũng có vẻ tiện các bạn, nhưng mà nó cũng không không được ngon như kiểu là một cái tay cầm bằng vật lý đấy. Một cái tay cầm bằng vật lý thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Đây ví dụ cái game đá bóng này chẳng hạn thì nó cũng được, thì lại phải chuyển đây, em cũng map cái game game đá bóng xong đây rồi, đây mini football đây đấy. Thì cái game này thì nó đơn giản hơn, cái game này thì nó đơn giản hơn thì dùng cái này nó lại ngon hơn đấy. Ví dụ như game đá bóng ấy thì nó lại ngon hơn. Đây ví dụ chơi cho các bác xem đấy. Đấy. Coi chờ chút. Đấy, như cái game đá bóng này thì là em thấy là nó tiện hơn này. Đấy vì nó cái game đá bóng này nhé, nó có hỗ trợ tay cầm bằng 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 cơ ấy đấy, cho nên là nó có vẻ là khi mà các bác dùng cái bàn phím màn hình phụ này thì nó cũng tiện hơn, nó cũng tiện hơn là cái mấy cái game kiểu như kiểu game FPS như kiểu Liên Quân. Nói chung là game này thì em thấy là ok này, nhưng mà không thể ngon được như thể cái tay cầm vật lý đâu các bác, cái tay cầm vật lý nó dầm sướng hơn rất là nhiều đấy. Đấy, nói chung là cái game này thì nó rất là ít nút. Đấy, các bác nhìn thấy màn hình nó rất là ít nút và không cần phải thao tác gì trên cái màn hình cảm ứng ấy, thì đấy là nó sẽ phù hợp thôi. Chứ nếu mà cái game nào mà nó có liên quan đến màn hình cảm ứng ấy, các bác phải thao tác nhiều thứ ở trên đấy ấy, thì là nó sẽ không tiện đấy.
Còn những cái game kiểu đá bóng như này thì nó sẽ tiện. Đấy thì em sẽ thử một cái game nữa là cái game 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 bắn súng xem nào. Đấy, Call of Duty này xem nào. Đấy thì Call of Duty em cũng có map một cái Call of Duty đây rồi. Đấy. Nhưng mà cái game này em không chơi. Cho nên là em cũng không 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 chơi không ngon mấy. Để em thử chơi cho các bác xem. Nay chỉ giới thiệu cho các bác xem là cái liệu cái tay cầm này nó có tích hợp để cho các bác mua về để chơi game hay không thôi. Đấy, còn tất cả những thứ trải nghiệm với nó tiếp nữa em sẽ làm ở cái clip sau nhé, tại vì nó sẽ rất là dài. Ồ, lâu thế. Đấy. Và thực sự là cầm cầm kiểu này chơi game thì cũng nhìn cũng khá là ngầu các bạn. Tuy nhiên thì để mà di chuyển những cái phím mà bằng cảm ứng ở trên cái màn hình này thì nó cũng chưa được, nó chưa được phải là đã cho lắm, nó không thật tay ấy, nó không đã như kiểu là mình cầm một cái tay cầm chơi game bằng cơ, bằng vật lý. Như cái game cơm được Call of Duty này này thì nó sẽ có hỗ trợ tay cầm vật lý nhé, cho nên nó sẽ chơi nó sẽ sướng rất là nhiều. Đấy. Đấy, nói chung là nó sẽ đây những cái ví dụ những cái thao tác mà để mà mua đồ như này này, nó không thể nào bằng được cái bàn phím này đây. Nếu như khi mà em kết nối Bluetooth với cái game này thì dùng cái này sướng rất là nhiều và nó ngon hơn. Đấy, nhưng mà cái nếu mà cái này nó chỉ là cái dạng mát phím thôi sẽ đấy là nó không thể chọn được trên này, không thể chọn được. Đấy. Cho nên nó cũng khá là của chuối. Đây thử chơi một phát xem nào. Đấy, chơi phát. Chơi ngu thôi nhưng mà kệ nó cứ chơi. Đấy. Rồi, như thế nào? Ôi trời lâu thế. Rồi, vào chơi chơi chơi. À, cái chơi nói chung là mấy cái trò chơi này em cũng chả chơi bây giờ, cho nên là em chơi rất là dốt để thử nghiệm thôi. Đây ví dụ các bác đây, ôi có định đi hay mình đây. Rồi đấy thì cái gì đây, ok chạy này, đây là cái để đi lên đi xuống này, em mót như thế đó. Không đi đâu à? À đây. Tự nhiên bị nó bắn chỗ nào nhỉ? Thôi, được rồi, ok. Đây là nút bắn này. Đây nút cắm này. Đấy. Đi. Trước các bác là em chơi cái mấy cái trò này nó rất là ngu. Cho nên là cũng chả bao giờ em chơi. Chả có thời gian chơi các bạn. Đâu rồi, hàng đâu rồi. Ôi, chưa kịp bắn nó thì chết rồi. Đấy, thì các bác cũng thấy đấy là việc di chuyển trên này nó cũng không được ngon nhiều lắm. Nó không có khi không được ngon bằng cái trên di chuyển trên này đâu. Đấy. Tại vì nó cũng là cảm ứng thôi mà. Nó chỉ rồi, thử bắn xem có chết được thằng nào không nào. Mất rồi. Chết mày đi. Đấy, cuối cùng bắn được một thằng. Đấy thì các bạn thực ra là việc mà mình mod một cái gọi là cái game pad ở trên cái màn hình phụ này, nó thực ra chỉ là đưa những cái nút cảm ứng từ trên này xuống dưới này thôi. Đấy, chỉ là đưa từ trên này xuống dưới này thôi và nó hoàn toàn là không thể nào đầy đủ được. Và cái thao tác vuốt chạm ấy nó cũng y chang như là cảm ứng thôi, dẫn đến là nó em thấy là nó chỉ là tăng cái độ ngầu khi mà cầm thôi, chứ còn để mà thực sự nó hỗ trợ tốt cho cái việc mà chơi game nó ngon hơn, nó giỏi hơn ấy, thì là hoàn toàn là không có đâu nhé. Em thấy là hoàn toàn là không có đâu. Đấy, trừ cái game đá bóng vừa nãy thì em thấy là có hơn một tí thôi, chứ còn còn thực sự là để mà những cái game kiểu như này bắn súng hoặc những game FPS thì hoàn toàn không bao giờ có cửa. À, đấy và em cũng đã từng chơi game bằng cái tay cầm này rồi thì nó ngon hơn rất là nhiều. Việc mình thao tác mình ý là mình không phải nhìn vào cái, thứ nhất là không phải nhìn vào cái màn hình là một, và
cái cảm giác thật tay ấy, nó sẽ hơn rất là nhiều luôn, đặc biệt là game đá bóng. Để game đá bóng mà em không không chơi bằng tay cầm này thì em không thể nào chơi được đấy. Cho nên là các bác cũng, nếu như có ý định là mua cái mình phụ này về để mà chơi game thì em nghĩ là không không nên đâu, không 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 cần thiết đấy. Còn nếu như mà không chơi game mà mua nó về để làm gì thì em sẽ có một clip sau em trải nghiệm tiếp nhé. Hôm nay chỉ có test game cho các bác thôi, và nó có mỗi cái hay ho là nó phải map được phím như vậy thôi đấy. Còn lại thì em thấy là nó không thể nào mà hỗ trợ mà chơi game ngon được đâu đấy. Rồi, ok, chào các bác.